Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với đồ gỗ Hiền Lanh. Sâu nghĩa năng mặn mà tôn ngài ông tổ đi, lão là đại thần cháu con ngậm bút hồng ân. Tài lộc muốn phần an ninh bàn tay chạm lát tài tình. Bàn tay chạm khắp